Và tiếp tục, đó là một bản tin cho biết là phát thực phẩm miễn phí tại trung tâm thương mại Eden ở tại Virginia, thưa quý vị. McLean Bible Church đã phối hợp với Đại hội Thánh Baptist Hy vọng và Trung tâm Truyền giáo của Việt Nam đã tổ chức buổi phân phát thực phẩm miễn phí cho mọi người vào thứ Bảy ngày 3 tháng 10 của năm 2020 tại trung tâm thương mại Eden, thành phố Fortress, tiểu bang Virginia. Được biết mỗi tuần thì McLean Bible Church đã phân phát miễn phí hơn 10.000 thùng quà và đặc biệt hôm nay thì đã được Tổng thống Trump ký để tặng mọi người trong mùa đại dịch COVID-19. Mục đích duy nhất của nhà thờ là cung cấp thực phẩm cho những người đang cần. Họ có thể là những người lợi tức thấp đang bị thất nghiệp vì dịch COVID-19 hoặc là vì một lý do nào khác. Buổi phân phát thực phẩm cho mọi người kết thúc vào lúc 2 giờ trưa cùng ngày, thưa quý vị. Kính mời quý ông bà, anh chị em chúng ta bắt đầu đến nhận thực phẩm. Và từng người một chúng ta sẽ đi đến khu vực đang để các cái thùng thực phẩm. Xin mời. Quà hôm nay là quà trực tiếp của văn phòng Tổng thống gửi tặng cho quý vị. Và vừa rồi là chương trình tin tức buổi tối. Kiều Trân và Quang Trương cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin kính chào tạm biệt.